Kết phiên ngày hôm nay thì index của chúng ta bị giảm với là 15,24 điểm. Trong phiên ngày hôm nay thì có những cái động thái tích cực, nhưng mà cũng có những cái tin tức nó hơi tiêu cực trong ngắn hạn. Thực tế thì cái giai đoạn này đầu tư thì rất là khó khăn, đúng không anh em? Hầu hết là mọi người đều, những anh chị nào đang kẹp hàng ấy, thì cũng đều chờ những cái cơ hội để chúng ta có thể là chúng ta bán đi cổ phiếu của mình. Và cái việc làm của chúng ta giai đoạn này cũng vậy, đó là chúng ta sẽ chờ những cái nhịp hồi để chúng ta bán. Có thể là chúng ta sẽ lướt T0 đối với những cái cổ phiếu nào bị giảm mạnh trong ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay cái điểm tích cực của thị trường đó chính là đến từ khối ngoại, họ tiếp tục là họ mua dòng. Ngày hôm qua là mua dòng 700 tỷ, ngày hôm nay họ mua dòng 649 tỷ. Thứ hai là chúng ta thấy một cái điểm tích cực, đó là những cái mã cổ phiếu trong nhóm VN30. Ví dụ như cái mã Hòa Phát này, RSI này thì đang được là nước ngoài nó mua rất là nhiều và có cái yếu tố mà nó đỡ giá ở trong những cái cổ phiếu này. Thì cái điểm tích cực này thì nó có thể giúp cho thị trường nó đỡ bị cái tâm lý giảm ảnh hưởng. Mặc dù Công Dũng biết là ngày hôm nay vẫn có những cái hiện tượng đó là bị bán for sale, gọi là conversion, bán chéo, bán giải chấp anh em ạ. Trong một cái ngày mà chúng ta thấy được rằng là thị trường đang xanh rất là tốt, rất là đẹp, đúng không ạ? Đã có những cái lúc mà thị trường của chúng ta lên cao nhất đó là vùng là 1163 điểm. Thì nó cũng tương đương như một cái nhịp hồi, và nhịp hồi gần 1/2 cái cây nến giảm của ngày hôm trước. Đây là cái cây nến giảm này, nó hồi gần 1/2 cây nến giảm. Thì bắt đầu là có những cái áp lực bán vào cuối phiên. Đấy. Thì anh em thấy là cái số liệu này là cái số liệu ngày hôm qua, thì tự doanh cũng bắt đầu tiến hành mua dòng cổ phiếu, đúng không ạ? Mua này, nó chỉ bán 21 tỷ thôi, còn hầu hết là nó mua những cái cổ phiếu trong nhóm VN30, Hòa Phát này, MWG này, MBB này, STB này, SSI này, VP Bank này. Đấy, và bán đi những cái cổ phiếu của nhóm ngành điện, đúng không ạ? Thì anh em thấy là ngoài mặt tích cực thì chúng ta vẫn thấy những cái dấu hiệu khá là tiêu cực ở đây. Thì cái hành động của anh em trong thời gian này thì nên làm gì? Công Dũng sẽ cùng anh em đi phân tích và có thể chia sẻ cho anh em một số thứ để anh em đầu tư tốt hơn trong giai đoạn này. Giai đoạn này là một cái giai đoạn đầu tư rất là khó khăn nha mọi người nhá. Thực sự là giai đoạn này rất là khó khăn. Nếu anh em nào mà là nhà đầu tư mới bước chân vào thị trường trong vòng khoảng 1 tháng gần đây hoặc là đến 2 tháng thì chúng ta đã trải qua những cái áp lực rất là lớn. Thực sự đây là những cái cú vả của thị trường vào anh chị nhà đầu tư mới, cũng như anh chị nhà đầu tư mà đã tham gia trên thị trường nhưng chúng ta vẫn là một F0 thì những cái pha này thực sự là cú tát rất là đau của thị trường đối với anh em, đúng không ạ? Hầu hết là Công Dũng thấy là anh em không kịp chạy. Anh em không kịp chạy. Mặc dù là anh em biết được rằng là trong Zoom khách hàng ấy thì Công Dũng luôn nói là anh em hạ tỷ trọng cổ phiếu này, chốt lời những con nào có lãi này, cổ phiếu lên cái kháng cự thì anh em cứ chủ động bán đi 50% này. Thì thực sự là trên vai trò là một người tư vấn ấy, anh em biết được rằng là mình không cầm tài khoản của anh chị em khách hàng nhà đầu tư nhá, nên là mình không thể xử lý được hộ anh em, đúng không ạ? Mình chỉ đưa ra được cho anh em những cái lời khuyên mà mình cảm thấy nó đúng đắn và nó có giá trị, đúng không ạ? Nên là những cái quyết định ấy, mọi người cần phải quyết định. Đấy, anh em mà không hiểu tại sao người tư vấn người ta nói khuyến nghị mình phải nên hạ tỷ trọng, nên bán cổ phiếu, thì mọi người có thể inbox cho Công Dũng để hỏi rõ: em ơi, tại sao em lại khuyến nghị mọi người hạ bớt tỷ trọng đi, đúng không ạ? Mà em ơi, tại sao thị trường đang tăng đẹp như thế này mà mình lại phải hạ tỷ trọng, đưa về 50% cổ phiếu thôi, 50% là tiền, đúng không ạ? Mua thì mua chỉ giải ngân, nó với tỷ trọng nhỏ. Mà tại sao đoạn này thị trường nó đang tăng mà lại nói nó là đánh khó, đúng không ạ? Thì mọi người hãy nhắn tin inbox cho Công Dũng. Thực chất nếu anh em mà không hiểu những cái khuyến nghị, mọi người phải hỏi lại ngay nha anh em nhé. dòng dã mấy tuần nay thì khuyến nghị anh em hạ tỷ trọng cổ phiếu này, hạ margin này, thì anh em bây giờ anh em mới hiểu được tại sao lại phải làm cái việc đó. Bởi vì khi thị trường có rủi ro ấy, thì người tư vấn người ta sẽ phải đưa ra các cảnh báo cho nhà đầu tư. Còn tài khoản là của nhà đầu tư mới có quyền được đặt bán cổ phiếu hay là mua cổ phiếu. Nên là anh em, cái việc đấy anh em phải hỏi kỹ nha anh em nhá. Đọc nội dung mà không hiểu là anh em phải hỏi lại ngay. Vì nó liên quan đến tiền của mình mọi người ạ. Mọi người phải chú ý cái điều đó cho Công Dũng ở những nhịp sau anh em nhá. Cái nhịp nào ấy mà Công Dũng nói anh em vào full margin đi, anh em mua đủ tỷ trọng đi, anh em mua hết cổ phiếu đi, không cầm tiền nữa, thì anh em hãy vào mua luôn. Vì cái nhịp đó Công Dũng nghĩ là anh em sẽ kiếm được lợi nhuận rất là tốt. Bởi vì cái trend nó đang đẹp, thị trường nó đang đẹp, những cổ phiếu nó đang vào form, thì chúng ta hãy giải ngân và chúng ta mua. Còn giai đoạn nào mà khi Công Dũng nói với anh em ấy, liên tục nói với anh em là anh em nên hạ tỷ trọng cổ phiếu, hạ margin và giảm tỷ trọng cổ phiếu xuống còn 50%, và 50% là cầm tiền, thì anh em hãy chú ý đến những cái câu nói đó. Công Dũng nhớ là trong cái giai đoạn mà giảm của tháng 9 năm ngoái ấy, Công Dũng cũng đã nói cái điều này với anh em rồi. Và anh em nào đã trải qua Công Dũng, khách hàng VIP của Công Dũng ấy, trong vòng một năm nay, hơn một năm nay, thì mọi người đều biết được rằng là những cái pha, những cái nhịp mà thị trường có dấu hiệu rủi ro mạnh ấy, Công Dũng thường đưa ra những cái khuyến nghị như vậy. Nên là anh em nào bây giờ thường xuyên xem kênh của Công Dũng mà biết đến Công Dũng, cũng như là anh em trong du khách hàng này, anh em trong du cộng đồng này, khi mà thấy Công Dũng nói những cái việc như vậy ấy, thì mọi người phải đặt câu hỏi và mọi người phải thực sự là hãy chú ý đến những cái khuyến nghị đó nha anh em nhé. Mọi người đừng bỏ qua, đừng thờ ơ. Tất cả mọi thứ nó đều có lý do cả anh em ạ. Chứ không phải là bỗng dưng thị trường đang rất là ổn mà Công Dũng lại nói anh em là anh em ơi, bán hết đi, đúng không ạ? Thế không phải. Có những cái nhịp mà chúng ta cần phải thoát ra khỏi cổ phiếu, đúng không ạ? Có những cái nhịp là chúng ta cần phải gồng cổ phiếu, đúng không ạ? Đợt nào ấy mà thị trường nó tăng mạnh ấy, thì Công Dũng hay nói cái câu đó là anh em hãy chốt giải dần cổ phiếu đi. Tức là khi nó tăng mạnh thì mình phải năng chốt lời, đúng không ạ? Năng chốt lời dần, anh em đừng bán một cục. Anh em hãy bỏ cái tư duy đó là chúng ta bán tại một điểm, bán tất cả đi nhá. Hãy chốt giải như đội lái mọi người ạ. Nó tăng, mỗi ngày tăng một ít, chúng ta có quyền chúng ta mang cổ phiếu ra bán một ít nhá. Và chúng ta cần phải quản trị rủi ro thật là tốt. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà thể hiện là anh em nào quản trị rủi ro tốt hay là anh em không biết quản trị rủi ro. Một người mà quản trị rủi ro tốt ấy, khi thấy tư vấn khuyến nghị như thế, người ta sẽ lập tức người ta hạ tỷ trọng cổ phiếu, cũng như là người ta sẽ dành 50% tiền cũng như 50% hàng. Và cái thứ hai ấy, một người mà hiểu được những cái sự vận động của thị trường ấy, có nghĩa là Công Dũng nói với anh em là thị trường ấy nó trở mặt còn nhanh hơn người yêu cũ, đúng không ạ? Đã từng có video Công Dũng nói với anh em về cái việc mà thị trường nó trở mặt như vậy rồi. Thế nên ấy, cái việc mà khi thị trường nó trở mặt ấy, thì cái quyết định sẽ là quyết định từ anh chị em nhà đầu tư, quyết định số phận của tài khoản của mình anh em nhé. Còn cái trường hợp mà chúng ta mua cổ phiếu chúng ta bị kẹp thì chúng ta không nói nhá. Ví dụ sẵn hàng, anh em sẵn hàng, nó trở mặt cái anh em phải bán luôn, nó trở mặt cái anh em phải hạ khi mà nó đã gần tới cái giá vốn mà mình mua rồi. Nếu mà anh em lì, thuộc dạng lì. Còn anh em nào thuộc dạng nhanh, nhanh tay, vứt dép chạy luôn thì anh em sẽ bán luôn tại vùng giá đó. Còn anh em nào lì thì khi nó quay về cái giá mà mình mua ấy, anh em phải quyết liệt anh em bán luôn. Anh em đừng có nghĩ rằng là chúng ta bán xong nó quay đầu là chúng ta lại bị mất hàng, chúng ta bị tiếc. Không có gì là mất hàng, không có gì là tiếc cả. Anh em nghĩ được cái vế là nó quay trở lại nó tăng, tại sao anh em không nghĩ được là cái vế nó có thể giảm tiếp, đúng không ạ? Một khi thị trường đã xấu, cái cổ phiếu của mình đã có những lúc nó đem lại lợi nhuận cho mình 10-15%, mình không bán, nhưng nó quay trở lại về cái vị thế mà mình mua, thì tức là cổ phiếu đó nó đang có những cái dấu hiệu xấu, và chúng ta cần phải quyết liệt chúng ta đưa ra những cái hành động để chúng ta xử lý cái cổ phiếu luôn và ngay tại thời điểm đó nha anh em nhé. Đó là cái sự quyết liệt của anh chị nhà đầu tư và cái cách quản trị rủi ro của nhà đầu tư đối với cái tài khoản của mình anh em nhé. Còn khi mà chúng ta không hiểu, tư vấn nói cái gì thì chúng ta phải hỏi lại tư vấn nha mọi người nhé. chứ đừng có đọc lướt qua xong bắt đầu là bỏ qua những lời cảnh báo, những lời khuyến nghị rủi ro ấy. Thì qua những cái pha này thì mọi người mới biết. Anh em biết không, cái nhịp mà anh em không chịu bán cổ phiếu bất động sản mà Công Dũng đã cảnh báo cho anh em ấy, rất nhiều anh em đã ngấm được cái việc đấy, nhưng đến cái giai đoạn này chúng ta vẫn bị vướng những cái cổ phiếu mà chúng ta có thể bán, có thể chốt lời, có thể bán khi mà nó còn xanh, mà chúng ta vẫn vướng phải cái tình trạng mà chúng ta bị kẹp những con đấy từ lãi thành lỗ. Thì chúng ta phải xem lại cái cách quản trị rủi ro của mình anh em nhé. Tài khoản là của anh em, Công Dũng không cầm tài khoản của anh em để bấm bán hộ được, đúng không ạ? Nên mọi người hãy quản trị rủi ro tài khoản cho mình nó tốt hơn trong thời gian sắp tới. Thực chất ý, thì những cái pha tăng giảm của thị trường như thế này nó là thường xuyên nó xảy ra. Khi mà anh em có thời gian đầu tư đủ lâu trên thị trường, Công Dũng thì đầu tư chứng khoán cũng gần 10 năm rồi. Những cái pha như thế này ấy, bây giờ Công Dũng hay nói với anh em ấy, Công Dũng chai lì cái cảm xúc rồi. Bởi vì khi mà thấy cái biến xấu ấy là Công Dũng sẽ bán luôn. Còn khi mà thấy nó tốt quá, thị trường tăng mạnh quá là Công Dũng cũng mang ra, Công Dũng chốt lời luôn. Bởi vì mình hiểu không có gì là tăng mãi cả, và khi thị trường giảm ấy thì không có gì là giảm mãi cả anh em nhé. Một con cổ phiếu nó tăng cực mạnh, nó cũng sẽ đến cái điểm nó phải dừng lại, nó phải tạo đỉnh, nó phải dừng lại. Chúng ta không thể bán được tại cái đỉnh, nhưng chúng ta có thể bán được gần đỉnh anh em nhé. Chúng ta bán được gần đỉnh chứ chúng ta không bao giờ bán được tại trên đỉnh đâu. Và chúng ta có thể là mua được gần đáy hoặc là khi nó tạo đáy xong, chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta mua được tại cái vùng nó là cái vùng giá tạo đáy đâu. Nếu mà có mua, có bán được thì cũng chỉ là sự may mắn thôi. Anh em biết vì sao không? Bởi vì khi qua đỉnh thì chúng ta mới biết đó là đỉnh, và khi qua đáy thì chúng ta mới biết đó là đáy. Thế nên là một cái bài học rút ra đó là chúng ta cần phải quản trị cho tốt. Chúng ta không được là bán đi rồi chúng ta lại cảm thấy tiếc, đúng không ạ? Bán đi đó là cái quyết định của mình, là mình xử lý, là mình chốt lời. Còn cắt lỗ khi cổ phiếu vi phạm đó là cái quyết định của mình, đó là cái phương pháp của mình, đúng không ạ? Và chúng ta cần phải đặt ra được hai cái việc đó. Có lãi thì cũng phải có lỗ, trên thị trường nó là như vậy. Đi buôn cũng thế, lúc buôn thì phải có lúc lãi, có lúc lỗ, chứ làm sao mà ai buôn cả đời, buôn cả một vài năm mà không có một lần nào bị lỗ. Mà có ai mà buôn cả một năm, 2 năm mà không có lần nào được lãi, không bao giờ có chuyện đấy anh em nhé. Nên là mọi người cần phải cái quan trọng nhất trong thị trường chứng khoán này, ngoài chúng ta có phân tích kỹ thuật giỏi ra thì chúng ta cần phải quản trị rủi ro cho tốt. Anh nào mà phân tích kỹ thuật giỏi ấy, nhưng mà quản trị rủi ro không tốt ấy, thì khi anh ấy ăn rất là dày, nhưng mà khi thua anh thua rất là đậm, đúng không ạ? Cái việc là nó ăn với cả là thắng với thua ấy nó không quan trọng đâu. Quan trọng là lúc mà chúng ta thắng ấy chúng ta được bao nhiêu, và lúc chúng ta bị thua lỗ ấy chúng ta mất bao nhiêu. Cái đó là quan trọng nhất trên thị trường anh em nhé. Còn nhìn về thị trường ngày hôm nay thì anh em thấy là ví dụ như con VOT này, sáng nay nó rất là xanh, thì Công Dũng cũng có nhắn cho anh chị em nhà đầu tư đây, sáng nay kịch bản này. Ngày hôm nay thì trong phiên hôm nay nếu VN-Index giảm về vùng 1140 điểm đến 1145 điểm thì sau đó khả năng sẽ có một nhịp hồi phục nhẹ T cộng, phù hợp với nhà đầu tư đang có sẵn hàng lướt hạ giá vốn hoặc những nhà đầu tư giao dịch đầu cơ ngắn hạn. Có rất nhiều anh em hỏi Công Dũng là lướt T0 là như thế nào, lướt T0 là như nào. Thực sự ấy, nếu mà anh em còn chưa biết đến lướt T0 ấy, thì chúng ta phải tìm hiểu trước đã thì chúng ta mới làm. Thực ra lướt T0 ấy, nó là một phương pháp, đó là chúng ta mua ở vùng giá chiết khấu thấp, chiết khấu tốt, và chúng ta bán khi mà cái cổ phiếu đó nó kéo về cái vùng giá tốt. Ví dụ như là con SSI ngày hôm nay anh em mua ở giá đỏ, anh em bán ở giá tím. Trong cái trường hợp mà anh em có lượng hàng có sẵn đó là cổ phiếu SSI thì anh em mới làm được cái việc đó. Đó là cái mà cách mà chúng ta có thể là giảm đi bớt cái phần thua lỗ của mình khi chúng ta lướt T0, mua từ giá thấp và bán giá cao ngay trong phiên nha anh em nhé. Và Công Dũng còn nói là nhà đầu tư lướt hạ giá vốn với nguyên tắc không làm gia tăng lượng cổ phiếu đang nắm giữ. Mua lướt bao nhiêu thì cổ phiếu hồi phải bán lượng cổ phiếu đang có sẵn bằng với số lượng đã mua. Không nên mua xong lại ôm tiếp đến khi thị trường giảm tiếp thì sẽ rủi ro cao hơn cho tài khoản. Thực sự thì cái phương pháp này nói thì anh em nào biết làm thì anh em làm thôi, còn anh em nào không biết làm thì tốt nhất là anh em nên chờ hồi thì anh em bán, đúng không ạ? Nhà đầu tư lưu ý này, giai đoạn này bất cứ nhóm nào cũng có thể đột ngột quay đầu giảm, thậm chí là giảm sàn. Nên nhà đầu tư không có các vị thế tốt, lãi ít hoặc lỗ nhẹ thì tranh thủ các nhịp hồi cơ cấu hạ tỷ trọng cổ phiếu, ưu tiên cầm tiền mặt. Tỷ trọng cổ phiếu giai đoạn này khoảng từ 20 đến 30%, tuyệt đối không sử dụng margin anh em nhé. Anh em biết rằng là trong cái giai đoạn này thị trường nó đang có những cái tín hiệu mà nó côn margin đến từ các tài khoản, đến từ các công ty chứng khoán, với có cái sự hiện diện đó là giảm sàn la liệt như thế này. Thế nên là anh em phải hiểu một điều là chúng ta cầm margin trong giai đoạn này ấy, nó là một con dao hai lưỡi nhá, nó bắt đầu là ra cái lưỡi sắc vào tay chúng ta rồi. Nếu mà sử dụng không cẩn thận ấy, nó giảm một cái là thôi rồi luôn, một cây sàn, hai cây sàn, cái tỷ lệ margin của anh em trong tài khoản ấy nó sẽ xuống rất là nhanh, và anh em sẽ sớm bị công ty chứng khoán người ta gọi điện đến nói anh em nạp tiền thêm vào. Nếu anh em không nạp tiền thêm vào, tài khoản xuống 0,25 đối với chứng khoán VPS, đối với công ty VPS, thì họ sẽ bán giải chấp cổ phiếu của anh chị. Trường hợp cái cổ phiếu của chúng ta bị côn margin mà không bán giải chấp được ấy, thì công ty chứng khoán người ta sẽ bán những cái cổ phiếu khác trong danh mục tài khoản chứng khoán của anh chị. Thì đó là cái cách mà người ta xử lý các cái cổ phiếu bị côn margin. Đấy, thị trường ngày hôm nay thì vẫn có những cái mã giảm sàn. Đấy, và Công Dũng cũng nói này, ví dụ như con VOT này, ngày hôm nay nó có thể xanh 13.45, rất là tuyệt vời. Nhưng mà nó trở mặt ngay, nó xuống 12.2 trong cuối phiên. Nếu anh em nào vẫn cố chấp, vẫn chờ đợi, vẫn không chịu bán khi nó có lãi, thì chúng ta lại phải gồng lỗ, đúng không ạ? Gồng lỗ không biết gồng đến bao giờ. Đấy, những cái cổ phiếu này như MSCI này, đã có những lúc nó lên giá tím, đã có những lúc nó hồi rất là mạnh, nó hồi gần hết cái cây ngày hôm qua, nhưng mà cũng có nhiều anh em cũng không bán, đúng không ạ? VND đã có những lúc mà nó hồi cũng rất là mạnh, nó hồi lên gần hết cái cây ngày hôm qua, mọi người cũng không bán. Đấy, thế nên là nhiều khi ấy, Công Dũng tư vấn anh em đây mà Công Dũng nói với anh em rất là rõ này. Đây, hồi lên này, tranh thủ nhịp hồi cơ cấu hạ tỷ trọng cổ phiếu này, ưu tiên cầm tiền mặt này. Đấy, thì tuy là mình chỉ là một người tư vấn thôi, mình không thể nào mà mình cầm tài khoản của khách hàng, mình dí tay khách hàng mình bán được. Thực sự là cũng chỉ biết đưa ra các lời khuyên cho anh em thôi, còn việc xử lý, việc quyết định là vẫn phải anh em thôi. Tại vì tài khoản của anh em mà, anh em cầm tài khoản của mình, anh em có mật khẩu, anh em có đặt lệnh được thì anh em mới bán được, chứ còn bảo Công Dũng mà bán hộ anh em thì chắc cũng không bán nổi. Đấy, chỉ biết đưa ra lời khuyên thôi, mà thực chất cái công việc tư vấn ấy nó chỉ là đưa cho những cái khuyến nghị cho nhà đầu tư, để nhà đầu tư được tham khảo và đầu tư được tốt hơn. Còn có anh em mà không nghe thì cũng không biết làm thế nào cả. Thực sự là khi mà mình xem tài khoản của anh chị em nhà đầu tư khách hàng ấy, thì thấy rất nhiều anh chị em kẹp hàng, nhiều anh chị em kẹp hàng lắm, nhưng mà nói anh em bán thì anh em cũng chẳng bán, anh em sợ lỗ, anh em lại mất tiền, anh em cũng tiếc. Nhưng mà cái lúc mà nó hồi lên ấy thì đỡ lỗ, anh em cũng không bán một tí nào cả. Thực chất là xem tài khoản khách hàng xong thì cũng cảm thấy rất là buồn mọi người, thì cũng chẳng biết làm thế nào cả. Bây giờ mọi người, tài khoản của mọi người thì mọi người cũng tự quyết định, chứ Công Dũng chỉ biết nói thế thôi, chứ làm sao mà ép anh em, bắt anh em phải bán được, là gì đâu mà bắt anh em phải bán được, đúng không? Thế nên là nhiều khi cái đấy mọi người cũng phải chú ý, mọi người tự đưa ra quyết định mọi người ạ. Biết là mọi người lỗ là mọi người sẽ rất là tiếc rồi, ai mất tiền cũng đều rất là buồn, đúng không? Ai mất tiền rất là buồn, nhưng mà đôi khi chúng ta cần phải đưa ra cái quyết định của mình mọi người ạ. Chúng ta phải đưa ra một cái quyết định nào đó làm sao cảm thấy nó đúng đắn, bởi vì thị trường của chúng ta ấy, giai đoạn này nó rất nhiều cái thông tin nó tiêu cực. Thực chất là có thể qua đoạn này thì nó lại có thể tăng hơn, nhưng mà khi mà chúng ta chịu những cái áp lực về tâm lý, chúng ta không làm được cái việc gì cả. Nếu anh em đi làm việc ấy, mà anh em cổ phiếu đang bị lỗ rất là nhiều, mọi người cũng không thể nào mà tập trung mọi người làm việc được. Thứ hai là về với gia đình, mọi người cảm thấy rất là buồn, đúng không ạ? Cảm thấy rất là buồn. Công Dũng đã trải qua những cái cảm giác đấy rồi. Ngày xưa chơi thua lỗ đầy mọi người, thua lỗ là chuyện bình thường. Về còn buồn, rất là buồn, không muốn ăn cơm, không muốn nói chuyện với ai, làm việc cũng chẳng tập trung, chẳng làm được cái việc gì cả. Đấy. Nhưng mà bây giờ Công Dũng nói mọi người ấy, Công Dũng chai lì cảm xúc. Tại vì sao? Bởi vì khi nó tăng mạnh ấy, thì mình biết lôi cổ phiếu mình ra, mình chốt lời dần. Và khi mà nó giảm mạnh ấy, mình chỉ cần để một cái tỷ trọng vừa phải thôi. Nó mà giảm về giá vốn cái mình bán luôn nha. Còn lỗ nhẹ ấy, thì mình sẽ xem quanh trong cái vòng cắt vốn của cắt lỗ của mình khoảng 4 đến 8% đấy. Đấy, thường thì khi mà Công Dũng để những cái cổ phiếu mà nó quay về trạng thái lỗ ấy, thì nó là còn cái tỷ trọng rất là nhỏ, có thể là 1/3 cái tỷ trọng cổ phiếu đấy thôi. Bởi vì anh em biết rằng là khi mà Công Dũng mà đã cảm thấy rủi ro ấy, thì mình thường lôi ra mình bán, kể cả bán mà nó chỉ lãi hơn một tí mình cũng bán các mọi người nhá. Thì đó là cái cách khi mà thị trường nó xấu này, ví dụ là mình cảm thấy rủi ro này, mình cảnh báo anh em này, mình cũng lôi ra mình bán. Chứ mình không phải là cảnh báo anh em xong mình cứ ôm khư hàng anh em nhá. Dĩ nhiên là chúng ta phải bán rồi, và mình sẽ cầm lại 1/3. Công Dũng thường có thói quen là cầm lại 1/3 để xem cái cổ phiếu này nó có hồi hay không, hay là nó giảm. Đấy, nếu mà nó giảm về gần giá vốn nhá, có thể mình bán, có thể là nó trượt qua giá vốn thì mình sẽ cắt lỗ anh em nhá. Có nhiều khi nó giảm một mạch, nó tuột qua luôn giá vốn của mình thì mình phải chấp nhận mình cắt lỗ thôi. Còn nếu mà bán được trên cái giá vốn ấy thì mình cũng bán nha anh em nhá. Đó là cái cách mà chúng ta giữ lại tiền đó. Và giai đoạn này cầm cùng lắm là 23% thôi, không cầm nhiều nhá, và không sử dụng margin nhá. Margin là phải hạ đi hết đấy. Lý do tại sao thì Công Dũng đã nói với anh em ở trong đầu video rồi. Đấy, và nhịp hồi này thì dự kiến là nó sẽ lên cái vùng là 1169. Nếu mà nó hồi bình thường thì ngày hôm nay lên tầm 1163 thì nó cũng loanh quanh cái vùng đấy, cũng không thể nào lên được nữa. Cái nhịp này thì Công Dũng thấy là cũng rất là yếu. Đấy, nếu mà mạnh hơn thì là 1185 thì kỳ vọng thôi, đấy là kỳ vọng. Đấy, bình thường sẽ về mốc 1 này, mạnh hơn thì về mốc 2. Anh chị nhà đầu tư lưu ý xác định đây là một nhịp hồi kỹ thuật sau nhịp giảm. Anh chị đang sử dụng tài khoản margin 6 thì để ý tỷ lệ tài khoản phải lớn hơn 0,35 để không bị ảnh hưởng bởi việc call margin trong thời gian sắp tới. Thời gian sắp tới thì Công Dung nghĩ là sẽ có những đợt call margin tiếp ấy, nếu mà thị trường cứ tiếp tục như này. Và ngày hôm nay thì mọi người thấy là có một cái thông tin, đó là nhà nước quyết định tiếp tục là hút tiền từ ngân hàng về ngân hàng nhà nước bằng hình thức là tín phiếu. Anh em thấy là khi mà đẩy nhanh tiến độ thì ngày hôm nay là hút 20.000 tỷ đúng không ạ? Mấy hôm trước là đã hút là 30 hay 40.000 tỷ gì đó. Thì ngày hôm nay tiếp tục là một lần hút tiếp, đó là hút 20.000 tỷ. Đẩy nhanh tiến độ. Thì cái nhịp này thì Công Dung nghĩ là nhà nước, ngân hàng nhà nước ấy, sẽ phải hút đến khoảng tầm 100 đến hơn 100.000 tỷ thì mới dừng lại cái việc này. Nhưng mà cái việc này ấy, thì nó cũng có một cái tín hiệu tích cực. Theo Công Dũng là cũng là một tín hiệu tích cực, bởi vì cái thị trường chứng khoán ấy nó sợ nhất là cái việc mà đó là tăng lãi suất anh em ạ. Khi mà ngân hàng nhà nước ấy mà tăng lãi suất ấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều đến thị trường chứng khoán. Anh em biết tại sao? Khi tăng lãi suất ấy thì lúc đó những cái mã cổ phiếu chứng khoán ấy nó đã tăng rất là nhiều rồi, nó đã đến cái tầm tạo đỉnh rồi, thì người ta thường có xu hướng đó là chốt lời chứng khoán và quay trở lại các kênh khác. Có thể là người ta sẽ đầu cơ vào bất động sản trong một giai đoạn, sau đó đầu cơ bất động sản thì sẽ rút ra và gửi tiết kiệm. Thì anh em thấy đó là những cái kịch bản mà chúng ta thấy được rằng là trong cái thời gian vừa rồi, trong những năm vừa rồi trước khi lãi suất hạ đó, thì đó là một cái tín hiệu cũng không tích cực khi mà nếu mà tăng lãi suất. Nhưng mà để hút tín phiếu về ấy, thì lãi suất nó sẽ không tăng mọi người nhá. Khi mà ngân hàng nhà nước hút về để cân bằng cái tỷ giá ấy, thì lãi suất nó sẽ không tăng vội đúng không ạ, để nó duy trì, nó còn duy trì cái mục tiêu phát triển kinh tế ấy, để giải ngân. Đấy, thì lãi suất nó sẽ chưa tăng vội, thì đó là điều tích cực đúng không ạ. Và anh em thấy là tại sao ngân hàng nhà nước phải nhanh chóng có những động thái hút tiền về. Anh em thấy là giá đô này nó đã vượt qua, ngày hôm nay nó lên 106 rồi. Đấy, nó ở mốc 106 điểm rồi. Thì khi cái giá đô này mà nó cứ tiếp tục tăng như thế này ấy, thì cái áp lực đối với ngân hàng nhà nước ấy, nó sẽ rất là căng. Thế nên là nhà nước cần phải có các biện pháp để làm sao nó không bị chênh lệch giữa đồng đô và đồng Việt Nam. Thế nó phải hút cái làm cái tín chấp như thế, tín phiếu anh em nhé, tín phiếu, tín chấp là không phải tín phiếu nhá. Thế nên là mọi người phải hiểu cái giá đô này bây giờ mà nó quay đầu nó giảm này thì chúng ta sẽ đỡ áp lực và chúng ta sẽ cảm thấy rất là thoải mái những cái mục tiêu các thứ, rồi là thị trường chứng khoán nó sẽ ổn định trở lại nhá mọi người nhá. Đó. Và ngày hôm nay ấy, thì cũng có những cái tín hiệu tích cực đến từ nước ngoài thì Công Dũng vừa nói với anh em rồi. Đấy, tín hiệu tích cực này. Thanh khoản thì ngày hôm nay là có sự cải thiện trong cái thời gian là cuối giờ trưa này với đầu giờ chiều, nước ngoài mua rất là nhiều, họ mua dồn dập. Nhưng mà cuối phiên ATC thì anh em thấy là vẫn là bị đạp thôi, đúng không? Ngày hôm nay thì cuối phiên ATC anh em thấy là nó đạp gãy cả trend xu hướng rồi. Đấy, còn nhìn về index ngày hôm nay, nhìn về các cổ phiếu thì anh em thấy là cổ phiếu thì sàn, cổ phiếu thì đỏ, cổ phiếu thì xanh, nó rất là một màu, những cái màu đan xen, nhìn rất là chán đúng không ạ? Nhìn này chả có gì muốn nhìn nữa. Cái quan trọng là giai đoạn này ấy, thì chúng ta xem là sau khi mà nó gãy trend, cái trend này là cái trend mà tổ tăng trong ngắn hạn trong thời gian gần đây, thì mọi người thấy là cũng có những cái giai đoạn nó tăng nhưng mà nó cũng bị gãy và sau đó nó cân bằng trở lại anh em nhé. Thì đây những cái giai đoạn mà trend ngắn đây, mọi người để ý này. Đấy, những cái giai đoạn này này tăng lên sau đó nó cũng bị gãy trend đúng không ạ, nó gãy trend này. Đấy, và sau đó nó tiếp tục tăng ở cái trend phía sau, thì cái giai đoạn này nó cũng tương tự như vậy mọi người nhá. Thì đây là một cái trend mà nó tăng từ tháng 16 tháng 11 năm 2022 đến bây giờ là gần một năm rồi. Cái trend tăng này nó gần một năm rồi, và sau khi nó tăng gần một năm rồi thì nó mới có một cái pha điều chỉnh. Công Dũng nghĩ là cái pha điều chỉnh này nó khá là quyết liệt. Thực sự cái pha điều chỉnh này khá là quyết liệt thì rất là thiệt thòi cho những anh chị em nhà đầu tư mới tham gia cách đây khoảng 2 tháng thì chúng ta gặp những cái nhịp điều chỉnh này nó thực sự là quyết liệt và mọi người cảm thấy rất là thảm khốc đúng không ạ? Những cái cổ phiếu lăn ra sàn như thế này mọi người cảm thấy rất là thảm khốc. Vì thế cái việc quản trị rủi ro ấy, nó càng được đặt lên cao. Và khi mà thị trường nó gãy trend như thế này thì liệu rằng nó sẽ có những cái kịch bản như thế nào? Thì theo Công Dũng ấy, khi mà một cái giai đoạn mà nó tăng rất là tốt như thế này nó bị gãy trend, nó tương tự như giai đoạn này anh em này. Ví dụ giai đoạn này nhá, nó tăng rất là tốt, nó thường chạm cái đường trend line rồi nó sau đó nó đi lên, thì Công Dung nghĩ là sau những cái nhịp gãy như thế này này, sau những cái nhịp gãy rời khỏi cái đường trend line ấy, thì rất dễ là nó sẽ có cái sự cân bằng trở lại, sau đó nó quay trở lại nó test cái đường trend line này một lần nữa. Đấy, nó test cái đường trend line này một lần nữa để xem nó có vượt qua được không, hay là chúng ta cần phải vào một pha điều chỉnh tiếp theo đúng không ạ? Thì đó là những cái nhịp hồi. Thì Công Dũng nghĩ là đây này, ví dụ như cái trường hợp này nhá, ngày hôm nay nó tiếp tục là một cái phiên nó đạp đúng không ạ, và với vôn nó bắt đầu nó cạn kiệt đi dần. Đấy, chúng ta xem ở trong các cái đồ thị giờ ấy, thì thực chất thì cái giai đoạn này index của chúng ta còn chưa có đáy. Bao giờ index mà hình thành khoảng hai đáy MACD nó như kiểu này anh em này, nó như kiểu này này. Đấy, thì những cái giai đoạn này sẽ là những cái giai đoạn mà chúng ta có thể quay trở lại thị trường. Thì những cái giai đoạn này index nó sẽ có khả năng như này, nếu mà ngày mai ngày kia tạo đáy nhúng xuống như này. Đấy, nó lên như này xong nó test lại lần nữa, nó bám trên cái đường MA20 này. Đấy, bám trên cái đường MA20, nó tích lũy trên đường MA20, lúc đó MA20 bẻ ngang. Thì ở dưới này thì MACD chúng ta có hai đáy, thì lúc đó sẽ vào một cái pha hồi phục mà chúng ta có thể là kiếm trở lại được đúng không ạ? Nó tương tự như cái giai đoạn này mọi người này, nó giống như cái giai đoạn này, nhưng giai đoạn này mới có một đáy thôi. Chúng ta kỳ vọng ở giai đoạn này nó sẽ phải có hai đáy, bởi vì nó đạt rất là mạnh, nó sẽ như này này, nó xuống này, xong thủng một cái nữa này, rồi bắt đầu nó quay trở lại đường MA20, nó tích lũy ở trên MA20 này, lúc đó MACD của chúng ta có thêm một đáy này thì bắt đầu nó đi lên. Thì đó là những cái kịch bản mà để chúng ta có thể quay trở lại, chúng ta mua cổ phiếu một lần nữa khi mà nó có những cái dấu hiệu như vậy nha anh em nhé. Khi nó có những cái dấu hiệu như vậy thì chúng ta mới có thể là chúng ta quay trở lại để chúng ta mua cổ phiếu được. Còn cái giai đoạn này ấy, thì anh em cứ canh những cái nhịp hồi thì chúng ta hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu đi. Anh em dùng margin, anh em lưu ý nhá, mọi người hãy hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu đi. Giai đoạn này không phải là giai đoạn mà chúng ta ôm nhiều cổ phiếu đâu. Nên là nếu mà có muốn kiếm ấy, thì chúng ta cần phải có tiền để mà chúng ta mua ở những nhịp sau. anh em cứ hạ về cái tỷ trọng an toàn đi nha. Anh em không muốn bán hết cũng được, nhưng mà anh em cũng phải hạ tỷ trọng an toàn để những cái nhịp này này. Tại sao chúng ta lại phải hạ? Để những cái nhịp mà khi có những cái cơ hội ở cái phía sau này, chúng ta có những cái lượng tiền có sẵn, chúng ta mua để chúng ta kiếm những cái tỷ trọng phần trăm, kiếm những phần trăm lãi về phía sau. Còn hơn là cái việc mà chúng ta đến đây chúng ta không còn một đồng nào, chúng ta cứ ôm cái cổ phiếu bắt đầu chờ hồi, nó đến đây nó toạch cái nó lại đi xuống, thì lúc đó chúng ta lại ôm một cái đống cổ phiếu đó, vẫn lỗ là hoàn lỗ, chúng ta không gỡ được một tí nào anh em nhá. Thế nên là nó rất là khó khăn cho cái việc chúng ta ra quyết định đấy. Vì thế mọi người hãy chú ý để ra cái quyết định. Còn giai đoạn này thì Công Dũng nghĩ là khi nó thủng đi cái vùng này thì nó đang còn rất là nhiều rủi ro. Sẽ có hai cái kịch bản cho cái việc mà index nó có thể hồi trở lại nha anh em nhá. Thứ nhất là cái kịch bản đầu tiên, nếu index tạo một cái biên tích lũy ở đây, nó tích lũy sideways ở đây nhưng cái vol nó thấp đi nhá. Anh em chưa vội mua cổ phiếu anh em nhá. Anh em chưa vội mua cổ phiếu, nó giống như cái trường hợp này này mọi người này. Nó giống như cái trường hợp này này. Khi mà nó tích lũy như thế này này thì chúng ta chưa vội mua cổ phiếu nhá. Và khi nó có một cái cây mà nó có những cái nhịp mà nó đánh xác nhận, đánh vượt lên hẳn cái vùng nền tích lũy này với một cây nến xanh này, thì lúc đó chúng ta mới nên tham gia trở lại các cái cổ phiếu. Đấy, có rất nhiều cái trường hợp mà index của chúng ta nó cần phải có sự như vậy, đúng không? Anh em thấy giai đoạn này này, sau khi giảm thì nó có một cái sự chững lại và cân bằng ở tạo thành một biên độ sideways. Nhưng mà anh em thấy là khi mà chưa có những cái phiên xác nhận đánh vượt qua cái vùng này thì nó tiếp tục nó gãy này. Đấy. Và cái nhịp sau là một cái nhịp nó tiếp tục nó cân bằng, và anh em thấy là có một cái cây nó đánh xác nhận lên, thì lúc đó chúng ta có thể quay trở lại bằng cái cây này anh em nhá. Thì đó là cái kịch bản của chúng ta để chúng ta lường trước và chúng ta biết đường là chúng ta mua bán cổ phiếu, đúng không ạ? Đây mọi người này. Đấy, những cái nhịp rơi như thế này mọi người xem này, nó bắt đầu nó tạo trạng thái cân bằng nhá. Cân bằng đây là cân bằng giả, sau đó là nó đánh gãy thêm nhịp nữa nhá. Và nó có một cái cây ở dưới này, một cây kéo lên rất là mạnh này, thì đây là cái nhịp chúng ta đủ T. Đấy, anh em nhá. Còn an toàn nhất là chúng ta phải đợi nó lấy lại được M20. Nó lấy lại được M20 và tích lũy trên M20 thì chúng ta có một cái nhịp an toàn hơn nha anh em nhá. Đó. Đấy, có những cái nhịp đây này mọi người này, thấy rất là nhiều nhịp nó lừa. Những cái đoạn này này, nó không có một cái cây nào nó đánh bứt lên cái vùng tích lũy thì nó lại tiếp tục nó giảm nha mọi người nhá. Sau đó nó lại tái tích lũy. Rồi nó có một cái cây đánh bứt lên khỏi cái vùng tích lũy này. Anh em phải để ý này, cái cây này là cái cây rất là quan trọng này. Cái cây này là cái cây quan trọng để cho chúng ta biết được là chúng ta có nên tham gia trở lại thị trường hay không, bằng cái việc mà nó phải có một cái cây xác nhận đánh vượt lên cái vùng tích lũy nhá. Nếu mà thị trường của chúng ta giảm ở đây rồi đến vùng này nó chững lại thì là một điều rất là tuyệt vời để anh em không bị, tài khoản anh em không bị giảm nữa. Nhưng mà nó sẽ tạo những cái biên độ sideways như thế này, tăng lên hạ xuống như này, thì anh em chưa mua vội nha anh em nhá. Chúng ta chưa trung bình giá vội, chúng ta chưa mua vội, phải chờ một cái cây nó xác nhận thì lúc đó chúng ta sẽ tham gia ở những cái giai đoạn này, và có thể chúng ta sẽ có một cái nhịp hồi ngắn T ở đây, đủ T để anh em trung bình giá những cái cổ phiếu mà anh em đang cầm anh em nhé. Thì đó là cái chiến lược của chúng ta trong giai đoạn này, chúng ta phải chờ thôi, bắt buộc phải chờ đến khi nào 1 giờ của index nó có đáy đã anh em nhé. 1 đáy 2 đáy thì lúc đó tham gia rất là an toàn, và cái nhịp đó sẽ kiếm được khoảng 10 đến 15% nếu anh em mua đúng điểm, đúng không anh em? Thế nên là mọi người lưu ý và nhớ những cái kịch bản để chúng ta có thể chúng ta giải quyết được vấn đề trong giai đoạn này. Giai đoạn này rất là khó khăn thì thôi mọi người hãy cố gắng vượt qua, Công Dũng sẽ luôn đồng hành với anh em nhá anh em nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Anh em hãy để lại cho Công Dũng một like để ủng hộ kênh, ngày mai Công Dũng sẽ làm các cái video tiếp cho anh em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.